Luật mới bất động sản sẽ có 32 trường hợp quy định khi thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng. 32 trường hợp sau đây sẽ là một trong những cái để tính cái việc đất của mình đang nằm trong cái khía cạnh nào. Và 32 trường hợp này thì sẽ minh bạch trong cái việc chúng ta đầu tư sẽ không bị dính là dự án sau này sẽ bị thu hồi như thế nào. Chính những cái điều này như anh chị chúng ta đang nói là những người có đất trước đây là nói là cái dự án này sớm hay muộn cũng bỏ. Hay là khi bỏ thì vậy thì đền bù như thế nào? Không có một cái căn cứ rõ ràng nào. Và trường hợp nào sẽ được đền bù thương lượng, trường hợp nào sẽ được nhà nước áp giá định giá. Thì sau đây sẽ là quy định mới nó để rõ ràng hơn trong cái việc mà đền bù bất động sản cho những anh chị đang sở hữu đúng những cái loại hình bị thu hồi hoặc bị đền bù trong cái việc đó. Đó là một cái cực kỳ tránh cái việc bị mất công bằng, tránh trường hợp khi bất động sản chúng ta mua nhầm, tránh những cái trường hợp mà chúng ta không biết tay mơ đi vào đầu tư sẽ mất rất là nhiều tiền. Thì đấy sẽ là 32 trường hợp. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho anh chị, đọc cho anh chị qua 32 cái trường hợp này. Anh chị chúng ta có thể là ghi lại những cái trường hợp này và hãy chia sẻ cái live stream này, bởi vì chính những cái trường hợp này nó sẽ là cái trường hợp tiền đề để chúng ta đầu tư mang đến một cái mà tốt nhất cho anh chị, chứ không phải là cái trường hợp này là trường hợp tiền đề để chúng ta mang đến một cái mà tốt nhất, chứ không phải là chúng ta là đầu tư mà chúng ta không biết được là mình sẽ đang nằm trong loại đất nào và sau khi bị thu hồi thì sẽ ra sao. Thì đây là một trường hợp đầu tiên, đó là một công trình giao thông như là mở đường này, để đường nông thôn này, đường nút giao này, đường trong đô thị này, đường dừng xe, tất cả những cái liên quan đến giao thông, mở đường rộng, mở đường hẹp, thu hồi vòng xuyến, hành lang, đường, thì đó là một trường hợp gọi là lợi ích mang đến cho những cái là phát triển kinh tế xã hội, lợi ích cần, có cái ba cái tư mà mình nhớ ấy, đó là cần thiết, đúng luật và mang đến giá trị cho xã hội, thì luật sẽ được áp dụng trong 30 trường hợp này. Cái thứ hai đó là xây dựng công trình thủy lợi như gồm là đê điều này, kè này, cộng này, đập xả lũ này, hồ chứa nước này, thủy điện này. Đó là một trong những cái nó cái công trình của trong trường hợp đất đỏ là chúng ta sẽ bị thu hồi khi nhà nước thực hiện những cái dự án như thế này để mang đến những cái giá trị cho xã hội. Cái thứ ba đấy là xây dựng công trình cấp nước, thoát nước gồm nhà máy nước, trạm bơm, trạm ống cấp nước, hồ điều hòa, nhà kho bảo dưỡng công trình nước. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư đó là xây dựng công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng, nhà máy điện, đường dẫn phục vụ cho nhà máy thủy điện. Đó là những cái mà bị thu hồi nha anh chị, trong cái việc khi mà sau này chúng ta cầm những cái loại đất này thì hết sức chú ý. Trường hợp thứ năm đấy là xây dựng công trình dầu khí, xử lý dầu khí, công trình phục vụ khai thác dầu khí, kho chứa dầu thô, đều phục vụ đến những cái giá trị công trình công cộng cả. Cái bước thứ sáu đấy là xử lý chất rạn thải, bài chốt rạc, xử lý những cái rạc tràm trung chuyển đó. Bước thứ bảy đấy là xây dựng những cái công trình hạ tầng như biểu chính viễn thông, công ty thông tin, cột treo cáp, cáp anten, công trình phục vụ viễn thông, bưu điện, nhà văn hóa. Đó là những cái trường hợp khi là mình nằm trong cái trường hợp đất đấy hoặc đang trong quy hoạch thì chúng ta cần phải tránh những cái trường hợp này. Xây dựng những cái chợ dân sinh, chợ đầu mối đó. Xây dựng những cái công trình tín ngưỡng, đền đình miếu, đó là cái trường hợp thứ 9 nha. Trường hợp thứ 10 là xây dựng những cái công trình tôn giáo, chùa chiền, nhà thờ, nhà nguyện, thất thành, trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo. Đó là những cái mục nó chi tiết rõ ràng như vậy đó anh chị. Còn trước đấy thì chúng ta đâu có rõ ràng như thế này. Xây dựng những cái khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng, công viên, bãi tắm, vườn hoa. Trường hợp sẽ thu hồi đấy là trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội cho nghề nghiệp. Trường hợp thứ 13 là xây dựng trụ sở văn hóa đại diện cho các phi sự nghiệp thuộc các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục là thứ 14 đấy là xây dựng cơ sở văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh như nhà hát, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, nhà triển lãm. Cái trường hợp thứ 14 sẽ giúp đến cho kia việc lợi ích xã hội, đấy là cơ sở y tế, cơ sở du lịch văn hóa xã hội,
thành lập các phép hoạt động cơ sở y tế, cơ sở phục hồi chức năng. Đó là trường hợp thứ 15, mà 32 trường hợp anh chị. Nếu chúng ta nghe nhiều trường hợp quá chúng ta không quan tâm, vậy thì nếu đất anh chị nằm trong trường hợp đấy thì chúng ta tính sao? Đấy là một trong những cái cần phải nhớ lưu lại, lưu ý lại. Nếu anh chị nào mà muốn có được cái link này, có cái bài này cụ thể thì hãy đăng ký vào, bình luận vào cái phần đường dưới, chia sẻ là tối muộn thì tỷ này đình sẽ gửi cái link này cho anh chị để anh chị về tìm hiểu thêm. Phải ghi vào đấy là tối muộn thì cái đấy đình mới biết được anh chị nào muốn thì đình mới gửi được cho anh chị chứ. Chứ không đình gửi cả loạt thì đâu có được. Và phải chia sẻ nhiều thì đình sẽ gửi cái link này cho, để có cái tài liệu này mà tham khảo khi mình đầu tư. Đấy, cái bước tiếp theo đấy là xây dựng những cái cơ sở thể dục, thể thao, nhà nước cấp phép huấn luyện, đồng viên thể thao, liên hiệp thể thao, trung tâm đào tạo vận động viên. Xây dựng các cái cơ sở, 17 là cơ sở giáo dục, đào tạo, nhà nước thành lập, trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường phổ thông, trường giáo dục thường xuyên. Như vậy thì những cái trường hợp này là để phục vụ cho công ích nhà nước thì đều được bị thu hồi khi trường hợp mà thực hiện các cái dự án. Trường hợp thứ 18 là xây dựng cơ sở khoa học công nghệ do nhà nước thành lập, tổ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, cơ sở công nghệ, bảo tàng khoa học. Trường hợp đấy là cơ sở ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sứ quán, văn phòng đại diện tổ chức ngoại giao. Tất cả những cái này hầu như là phục vụ đến cho cái việc là giá trị cho nhà nước, cần thiết, cấp thiết, đúng luật. Cái bước 20 đấy là công trình về xử lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, khí tượng, thủy văn, đăng kiểm, kiểm dịch động vật và thực vật. Cái bước 21 đấy là thực hiện nhà ở xã hội, nhà cho lực lượng vũ trang nhân dân. 22 là thực hiện các khu công nghiệp. 23 là thực hiện các dự án sản xuất chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung có quy mô lớn. Nó rõ ràng chi tiết đến những mức độ như vậy mà chúng ta không tránh được cái trường hợp này thì sau này vô tình là mất tiền đấy nha anh chị. Cái thứ 24 đấy là thực hiện các hoạt động lấn chiếm biển. Thực hiện các lao động, ví dụ như khu dự án Cần Giờ, đấy là cùng một trong những thực hiện hàng ngàn hecta trong cái việc là lấn chiếm biển. Thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Thứ 26 đấy là phục vụ cho việc là kết nối giao thông, các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển, các dự án lớn. 27 là thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Mà thứ 28 đấy là cái nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hòa táng, cơ sở lưu giữ tro cốt. Những cái đấy nó cũng liên quan đến người mất. Và như anh chị nói, ồ cái này bây giờ nghĩa trang thì làm sao mình bị thu hồi được không? Nó sẽ bị vào trong diện là thu hồi để mang lại lợi ích khi chúng ta cần, chúng ta để có được cái sự bố trí cho những người đã an nghỉ. Và phần tiếp tục đó là phần 30 là xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác, sử dụng công trình ngầm. Và 31 là thực hiện các dự án Quốc hội, Thủ tướng, Chính phủ chấp thuận quyết định trong việc đầu tư quy hoạch như là sân bay Long Thành, đấy là những cái dự án lớn. Sân bay lấp biển ở Cần Giờ, đó là những cái dự án lớn mà khi thực hiện đấy thì sẽ bị thu hồi trong cái việc là để phục vụ cho lợi ích quốc gia. Và trường hợp thu hồi để thực hiện dự án là công trình lợi ích quốc gia, đúng luật, đúng với những cái mà thực hiện, thực hành, thì đó là những cái cực kỳ quan trọng nha anh chị nhé. Đó là 32 cái trường hợp là khi bị thu hồi đất thì đó là một trong những cái mà anh chị chúng ta cần tránh khi chúng ta mua. Tôi muốn, ok bạn, tôi muốn tí nữa đình sẽ gửi cho bạn cái link này luôn. Anh chị nào muốn thì cứ chia sẻ đi, tí nữa đình sẽ kiểm tra ai chia sẻ thì tí nữa đình sẽ gửi cho những cái trường hợp này để chúng ta mà khi đầu tư chúng ta sẽ mang đến những cái mà an toàn, ít bị gọi là mất nhất. Bây giờ bán đất thì đã áp dụng mới chưa? Gia đình đã nói đâu lái xím ấy, anh phải xem lại. Đấy là phải từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì sẽ được gọi là tính, nhưng mà để áp dụng vào thì là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026. Phải có thời gian để soạn thảo. Bây giờ mới là thông qua mà, thời gian hoàn thảo, cho nên là đấy là cơ hội anh chị tìm cho mình những cái tài sản tốt để mình đầu tư, hoặc mình có thể là mang lại cái dòng tiền giá trị tốt.